Tiếp chấp 336-337 của Bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nghe Lệ Na muốn đến Kinh Thành, Lý Diệu chân liền tò mò hỏi, số năm đến Kinh Thành làm gì? Trung Ly không chút giấu giếm truyền thư đáp lại, du lịch. Lý Diệu chân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đè xuống cảm xúc mà nhắc nhở, số năm. Cô nhớ đừng để lộ thân phận cổ tộc của mình. Người đại phụng ghét cổ tộc, giang hồ hiểm ác, cho dù cô bị bại. Nếu quan phủ biết thân phận người cổ tộc của cô, chắc cũng không quan tâm. Mà trong mắt rất nhiều người giang hồ hạ cửu lưu, sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì với người cổ tộc đều là chuyện bình thường. Năm đó chiến dịch Sơn Hải Quan, Nam Cương mãn tộc và kết minh với mãn tộc phương Bắc là trận doanh đối lập với đại phụ, cộng thêm mấy năm nay. Mãn tộc Nam Cương vì đoạt lại vùng đất bị mất quấy nhiễu biên giới đại phụ, hai bên có thể nói là tích oán đã lâu, mà cổ tộc của Nam Cương cũng nằm trong phạm vi mãn tộc Nam Cương. Lệ Na nghe nhắc như thế thì mỉm cười nghĩ nghĩ, ta không sợ độc lại không sợ võ lực, không có gì đáng sợ. Nhưng số 2 đã nhiệt tâm nhắc nhở như thế, nàng cũng phải truyền thư nói cảm tạ, được, tôi sẽ chú ý. Tiếp đó Lý Diệu chân lại truyền thư nói, số 4, tuy chúng ta đều là thành viên thiên địa hội, nhưng ân oán tông môn phải để ở trước, lúc gặp mặt tôi sẽ không thủ hạ lưu tình. Số 4 liền khâu trần trừ đáp lại, sống chết tự chịu. Hứa Thất An trong lòng bất lực tự nhủ, đây, mọi người đều là bạn trong nhóm không cần phải vậy. Nhóm nói chuyện phiếm kết thúc. Hứa thất an ngẩng đầu nhìn về bóng lưng Trung Ly thầm nghĩ có phải người đàn bà này mang vận xấu đến cho mình không? Mình tìm dám chính trả hàng đi. Chuyển cảnh đến bên trong một cái tiểu viện nào đó. Đạo trưởng Kim Liên cất kỹ mảnh vỡ địa thư rồi chóng cầm u sầu nghĩ. Trong nhóm thiên địa hội mỗi vị đều là người có phúc lớn. Mất đi một người nào cũng là chuyện tôi không bằng lòng xem. Tranh giành của thiên nhân là chuyện của trưởng bối. Giữa hậu bối không phân chia sống chết, nếu không phải nhúng tay, với sự cố chấp của Lý Diệu Chân và nhuệ khí của số 4, e là thật sự sẽ không chết cũng một thương, địa tông ta không tiện nhúng tay vào tranh giành thiên nhân. Số 6 không giỏi ăn nói, thân phận số 1 không tiện, quả nhiên vẫn là đẩy hứa Thất An ra giảng hòa đi. Để hắn nhúng tay vào tranh giành thiên nhân, làm giảm bầu không khí đối địch của Lý Diệu Chân và số 4, như vậy vừa có thể ăn nói với tông môn, lại không cần phải phân sống chết, như có một tia linh tính không tốt sắp đến hứa thất an liền hắc xì một cái rõ to. Nhưng tu vi của hắn hơi yếu, còn chưa có tư cách nhúng tay vào chiến đấu của Lý Diệu chân và số 4, trừ phi trong thời gian ngắn có thể tu thành đồng bì thiết cốt. hai Đúng là hơi khó khăn. Đạo trưởng Kim Liên tạm thời cao mày. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra chủ ý thích hợp. Thẳng đến bên trong viện tử truyền đến một tiếng mèo kêu lanh lãnh. Khoảng khắc một đầu quýt mèo vui sướng rời đi. Cái đuôi dựng đứng lên, bên trong phòng đạo trưởng kim liên nằm ở trên giường khuôn mặt an tường an xong điểm tâm hứa thất an cưỡi tiểu ngựa cái mang theo trung ly đi nha môn đả canh nhân hứa thất an nghiêng đầu hướng trung ly bên người nói giờ tôi phải đến nha môn rồi nhưng không đảm bảo cô có thể vào nha môn đả canh nhân đặc biệt là lầu hạo khí trung ly ửng một tiếng từng bước một nhàn nhã đi theo tiểu ngựa cái bên cạnh hứa thất an nhìn ở trong mắt yên lặng ghen tị chỉ là đi nhàn nhã là có thể nhanh như tốc độ cưỡi ngựa, phép thuật thu đất thành tất sao. Không bao lâu sau tại nha môn đả canh nhân, một vị đồng la lúc này thấy Hứa Thất An dẫn theo một nữ tử tóc tai bù xù đi vào thì tiến lại chào hỏi, "Ninh Yến, đây là thuật sĩ giang hồ phạm pháp sao? Sao không trói lại?" Hứa Thất An sững sờ, châm trước hỏi, "Sao nói vậy?" Vị đồng la liền giải thích nói, "Hôm qua cậu không trực, cho nên không biết. Hôm qua phát thông báo Ba tháng nữa là tranh giành thiên nhân 12 năm một lần. Mà trước đó, đệ tử kiệt xuất của nhân tông và thiên tông sẽ đọ sức trước. Đối với rất nhiều giang hồ hiệp khách mà nói, đây là thịnh thế trong đời chỉ có một lần. Do đó rất nhiều nhân sĩ giang hồ nghe danh đến, đều vào kinh thành, muốn xem quyết chiến của đệ tử hai tông. Đồng liêu trong nha môn đều trông chừng ở cửa thành, đăng ký thuật sĩ giang hồ vào thành, phân biệt gián điệp các nước có khả năng tồn tại. Hứa thất an nghe xong thì rãi rãi đầu nghĩ, Hửm, thì ra địa vị giang hồ của số 4 và số 2 cao như vậy sao? Hoàn toàn không cảm nhận ra. Cậu sau đó nhẹ nhàng gật đầu, được, tôi biết rồi. Tiếp đó hứa thất an đem Trung Ly đến Xuân Phong đường mà an bài, cô nghỉ ngơi ở đây đi. Đừng chạy linh tinh. Trung Ly ngồi xuống tại một bên rồi ừm một tiếng. Sau khi thu xếp xong cho Trung Ly, hứa thất an cũng đi đến lầu 7 chính khí lâu. Khi đến nơi cậu liền chắp tay cung kính gọi, Ngụy Công. Ngụy Uyên đứng nhìn về hướng xa xa, đưa lưng về phía cậu mà nói, mệnh thực của cậu ở trên bàn, lát nữa tự mang đến văn tuyển bộ, nhận lưng bài và quần áo tương quan. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, rồi chỉ chỉ về thứ trên bàn mà bổ sung, bắt đầu từ hôm nay, cậu là ngân la rồi. Ánh mắt Hứa Thất An liền tùy theo nhìn về bàn đọc sách, quả nhiên trông thấy một phần văn thư đề bạt, che kín Ngụy Uyên con dấu. Ngụy Uyên lúc này khẽ liếc lại nhìn cậu rồi ám chỉ nói, sau khi trở thành ngân la thì không cần ra ngoài tuần phố nữa. Có thể tọa đường, thời gian tự do chi phối nhiều hơn, tài năng của cậu rất tốt, thời gian không nên dùng vào công vụ. Nghe những lời tốt đẹp này của Ngụy Uyên, hứa thất an liền không khỏi cảm động mà nghĩ lần đầu mình gặp người nói với nhân viên. Cậu không nên đem thời gian lãng phí vào loại việc nhỏ như đi làm này. Chỉ hận kiếp trước không gặp được lãnh đạo tốt như vậy. Vất vả làm 10 năm. Đà canh nhân là nhất ngôn đường của Ngụy Uyên. Hắn muốn nâng ai là nâng, Hạ ai là hạ? Do đó ta đối với chuyện mình nâng ngân la, không hề lo lắng. Nhưng thời khắc này đến, vẫn không nhịn được kích động run rẩy. Cậu sau đó cầm lấy văn thư đề bạt mà ôm quyền cảm tạ, tạ ngụy công. Chính lúc muốn rời đi, hứa thất an nghe ngụy uyên nói, không lâu sau đệ tử nhân tông và thiên tông sắp quyết chiến rồi. Khoảng thời gian này e là kinh thành sẽ không thái bình, không tránh khỏi người trong gian hồ xuất hiện chuyện sinh sự đánh nhau. Hứa thất an lập tức đáp, bi trước hiểu rồi, bi chức sẽ bảo vệ tốt trị an trong thành. Ngụy Uyên chậm rãi gật đầu, tiếp tục nói, cậu và Lý Diệu Trân ở Vân Châu từng tiếp xúc qua, cảm giác đối với cô ta thế nào? Thân phận đệ tử thiên tông của Lý Diệu Trân, lúc ở thành Bạch Đế đã nói rõ với Trương Tuần Phủ và Khương Luật Trung sau khi hứa thất an chiến tử. Trương Tuần Phủ lại gửi tấu trương về kinh trong lúc bắt phỉ, nói về đệ tử thiên tông Lý Diệu Trân có cống hiến đặc biệt trong việc giết phỉ, khẩn xin triều đình phong chức cho cô ấy kết quả đương nhiên là bị phủ định. Lạc Ngọc Hằng là quốc sư đại phụ, mà nhân tông và thiên tông như nước với lửa, chẳng phải là đủ sao. Hứa thất an dãi đầu ngại ngùng nghĩ, cảm giác của tôi đối với cô ấy à. Cảm giác một lời có thể khái quát, tôi và tướng quân giải chiến bào, phùng dung trường ấm độ xuân tiêu. Nghĩ ngợi tào lao xong, cậu nghiêm túc hỏi, chỉ là hai đệ tử mà thôi. Ngụy công không cần quan tâm vậy chứ. Ngụy uyên ngữ khí chân thành nói, thái độ giữa đệ tử, quyết định thái độ của trưởng bối tông môn. Nói đến đây bỗng hắn dừng lại trong giây lát mà nhấn mạnh bổ sung, đạo thủ tông môn là nhất phẩm. Thì ra là vậy, đối với đáp án này, hứa thất an đã chấn kinh lại không khiếp sợ trong đạo môn tam tông, thiên tông cường thế nhất. Đạo thủ của nhân tông và địa tông là nhị phẩm, nếu thiên tông không có nhất phẩm, làm sao cường thế được? Như như vậy, lạc ngọc hằng của nhân tông chẳng phải là tất bại sao, màn đọ sức giữa đệ tử này nếu không xử lý tốt đến lúc đó đạo thủ giữa hai tông thiên nhân, e là sẽ lấy mạng trời đến chết. Nhất phẩm và nhị phẩm làm chiến lực cấp đỉnh phong của thế gian, cho dù Ngụy Uyên có đại trí như yêu cũng không dám sơ ý, mà nhân vật bảo bối của kinh thành đại phụng giám chính cũng chỉ là nhất phẩm. Hứa Thất An lúc này một tay cầm văn thư, một tay múa mai trước ngực mà báo cáo, Ngụy công, có một chuyện bi chứ còn chưa nói với người. Lý Diệu chân đó là thành viên của Thiên Địa hội, nắm giữ mãnh vỡ số 2, mà đệ tử nhân tông phái ra chắc là đệ nhất kiếm khách kinh thành mà ngài từng đánh giá qua. Tin tức này vượt quá suy đoán trước của Ngụy Uyên, hắn quay trở về bên cạnh bàn mà ngồi xuống, sau đó đưa tay ra ngụ ý bảo hứa Thất An cùng ngồi xuống mà kể tiếp. Hứa Thất An lập tức đem lịch sử trò chuyện tối qua của nhóm thiên địa thư thuật lại. Ngụy Uyên nghe xong mọi chuyện thì vuốt cầm tán thưởng, thông tin của cậu rất kịp thời. Sở dĩ Ngụy Uyên yêu thương Đồng La này, thành phần rất phức tạp, nhân tố rất nhiều. Trước tiên là tâm tính, cũng là do nhân phẩm đáng tin và đảm bảo, tiếp đó mới là thiên phú, Hứa Thất An thể hiện ra thiên phú đáng để hắn ra sức bồi dưỡng. Sau đó là tính cách, cái này khác với tâm tính, tính cách của Hứa Thất An rất biết chuyện, thông minh, gian xảo, biết cách nịnh bợ, nhưng lại có nguyên tắc của mình. Điểm cuối cùng, hắn luôn có thể mang lại bất ngờ cho Ngụy Uyên, bất luận là phá án hay hiện tại, hắn luôn thể hiện tác dụng của mình với Ngụy Uyên để Ngụy Uyên được an ủi. Đây không phải một cây làm gì cũng không được, cần mình luôn bảo vệ. Điều này có khác biệt rất lớn đối với mấy thiên tài gia tộc có thiên tư vượt trội, nhưng làm việc, năng lực xử lý việc đều tơi tả. Đột nhiên lúc này Ngụy Uyên không đầu không đuôi nói một câu, cố gắng phối hợp với đạo trưởng Kim Liên. Hứa thất an bất ngờ hả một tiếng, trong đầu mờ mịt không hiểu, không đầu không đuôi nói gì vậy. Thấy cậu đang nghịch mặt ra không hiểu, Ngụy Uyên liền giải thích, Kim Liên thành lập Thiên Địa hội và tìm người nắm giữ mảnh vỡ địa thư ở các nơi cửu châu. Ý ban đầu là vì thanh lý môn hộ, tiêu diệt đạo thủ ma giáo. Vậy hắn chắc chắn sẽ không nhìn người nắm giữ mảnh vỡ địa thư mất đi. Sẽ cố gắng nghĩ cách chu toàn, nhưng hắn là người của Địa tông, Địa tông trước giờ giữ trung lập, không tiện nhúng tay vào, phần lớn sẽ tìm người giúp. Hứa Thất An lúc này hai mắt híp lại, miệng cười cứng ngắc nói, "Ta có thể giúp gì? Ha ha ha, ta ở trong Thiên Địa thư làm vẻ" giờ làm gì có mặt mũi đi gặp họ. Đúng lúc này tầng dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng chiêng trống, loảng xoảng bang gõ, cùng với loáng thoáng tiếng la, cháy, cháy. Nghe thế hứa thất an cùng ngụy Uyên liền đồng loạt nhìn ra hướng bên ngoài. Cậu sửng sốt nghĩ, cháy rồi. Hứa thất an liền hoảng hốt xông ra chính khí lâu, điên cuồng chạy tới xuân phong đường, khi đến nơi đã thấy một vị kim la đang khống chế dập lửa. Nhìn khung cảnh biển lửa ngập trời do mình dẫn đến này, hứa thất an miệng mồm há hốc kêu trời trong lòng. Một khắc đồng hồ sau ngọn lửa cũng dập tắt, bỏ lại là cảnh xuân phong đường hoang tàn. Hứa thất an như chết lặng mà nhìn về phía trước với vẻ khó tin, xuân phong đường. Mất rồi. Vị kim la lúc này vô cùng tức giận mà nhìn về hai đồng la phía sau phân phó, vô duyên vô cớ sao lại cháy chứ. Mau đi tra rõ nguyên nhân. Hai đồng la liền ôm quyền đáp, dạ. Phía bên này hứa thất an cũng đã tiến vào bên trong. Cậu đảo mắt xung quanh mà lo lắng tự hỏi, trung ly đâu đi vào sâu bên trong viện tử hứa thất an nhìn thấy trung ly mặt mài lắm lem ngồi xổm trên mặt đất trường bào còn bị đốt thủng mấy lỗ nàng nhận thấy hứa thất an đến liền có phần yên tâm nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói tôi ở yên trong phòng không biết sao lại cháy cậu đến chậm một chút nữa là tôi chín rồi hứa thất an sửng sờ hỏi cô nói sao cũng là thuật sĩ ngũ phẩm một ngọn lửa phàm có thể đà thương cô trung ly yếu ớt nói lúc này tôi đang ngồi thiền hành khí xảy ra vấn đề hứa thất an nghe thế thì im lặng trong giây lát sau đó đưa tay ra bảo tôi dẫn cô đi tắm trước thay bộ đồ chuyển cảnh đến hoàng hôn sau khi kết thúc trận đầu thi hội hứa tân niên liền rời đi trường thi nhưng khi ra ngoài thì chẳng thấy có người nhà đến hắn quay đầu nhìn ngó tứ phương rồi tự hỏi sao không ai đến đón mình vậy hắn siết chặt lòng bàn tay tự an ủi chính mình cha và đại ca chắc còn chưa tan làm mẹ và em gái không tiện ra ngoài một mình. Không sao, không sao. Hắn cõng dương sách dự định đi bộ hồi phủ, nhưng chưa quên cho chính mình thi triển buff. Nhẹ nhàng vỗ đùi, chấn động văn gan, niệm tụng nói, nhẹ tựa lông hồng, dứt lời. Một lực lượng vô hình bao lấy hắn, trong lúc hành tẩu phảng phất có gió tại trợ lực, đi không thể so với xe ngựa chậm. Đột nhiên phía trước có người cười nói, hay cho một cái nhẹ tựa lông hồng. Hứa tân niên lập tức dừng bước lại, theo tiếng nhìn lại bên đường đứng một vị đeo kiếm thanh sam kiếm khách khuôn mặt tuấn lãng dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc hắn nhìn rất trẻ trung nhưng kia sợi rủ xuống màu trắng tóc chán tỏ rõ lấy hắn trải qua tang thương còn không đợi hứa tân niên nói chuyện kia vị thanh sam kiếm khách cười nói ván đầu xuân vĩ kết thúc rồi theo thói quen năm đó của tôi ba ngày tiếp theo phải cùng bạn cùng bàn đến giáo phường tư uống rượu chúc mừng đó là chuyện 9 năm trước rồi, nhớ đến hoa khôi năm đó đều già cả rồi, hoặc là tìm lương nhân cả. Nghe nói giáo phường Tư Kinh Thành có một vị hoa khôi thi cầm song tuyệt, danh tiếng truyền khắp các châu, ta muốn đi xem thử. Huynh đài, chi bằng chúng ta kết bạn đi chung, hứa tân niên lẳng lặng nghe xong, đầu bên trong liền một cái ý niệm, người này là kẻ ngốc à, mình quen hắn sao. Hôm nay sao vậy? Trước khi vào trường thi gặp một hòa thượng kỳ lạ, sau khi ra khỏi sân lại gặp một kiếm khách ngốc mau chuồng. Đàn ông ở ngoài phải bảo vệ tốt mình. Nghĩ rồi hắn cũng nhanh chóng chạy xa, mặc cho vị kiếm khách kia ê một tiếng gọi lại. Ánh nắng chiều bên trong, đồng đỏ dáng chiều treo ở chân trời. Hứa thất an mang theo trung ly đi vào giáo phường tư, cũng không biết bệnh của phù hương khỏi chưa. Sức khỏe con gái thời này yếu. Hờ tí là nhiễm phong hàn, lần này mang trung ly cùng đến, chuẩn đoán cho cô ấy. Trung Ly vẫn như cũ khoác lên cây đai trường bào, tắm rửa qua lúc sau, tóc rối bời, xóa che khuất khuôn mặt. Cả hai im lặng tiến vào trong thì đột nhiên Trung Ly mở miệng hỏi, "Phù Hương là người tình của cậu ở giáo phường tư à?" Hứa Thất An kinh ngạc, à. "Sao cô biết?" Trung Ly gật gật đầu, có chút cúi đầu, không nhanh không chậm nói, "Nếu không phải quan hệ rất tốt, sao lại mời tôi đi khám bệnh chứ?" Cậu là người có khí vận lớn, sẽ không như mấy người đàn ông đó làm một vị thần dưới váy hoa khôi. Hứa Thất An toát mồ hôi nghĩ, ngũ sư tỷ tỷ còn có tiềm năng làm trinh thám nữa. Cậu sau đó ừ một tiếng, chậm rãi nói, phù hương này, xem như là hồng nhan chi kỷ. Lúc tôi còn trẻ tài hoa xuất chúng, nhìn là không quên, là mầm giống học hành bẩm sinh. Nhưng nhị thúc sớm đã kế hoạch đời người của tôi, khiến cho đại phụng mắt đi một người thợ trong thi đàn. Năm đó ta 14 tuổi, dẫn biểu đệ tham gia hội văn do người học hành của quốc tử giám tổ chức. Hội văn thường mời một vài nữ tử của giáo phường tư, đàn nhạc trợ hứng, mà phù hương cũng nằm trong đó. Hôm đó bầu trời đổ mưa tuyết, ta ở trong hội văn nhất minh kinh nhân, mọi người đều khen thơ ta viết hay, phù hương cũng có tình nghĩa sâu đậm với ta trong lần văn hội đó. Từ đó bọn ta thường viết thư qua lại, triển khai một tình yêu platonic. Platonic chính là tình yêu tinh thần, tuyệt đối không có quan hệ cơ thể dung tục. Trung Ly nhàn nhạt, nhạt đánh gãy, cậu nói mấy điều này với tôi làm gì? Hứa Thất An che miệng nói nhỏ, hứa với tôi, đừng nói với Thái Vi. Trung ly à một tiếng, sau đó cả hai tiếp tục đi lên phía trước. Khi tới gần ảnh Mai Tiểu Các, nàng đột nhiên nói, tôi biết thuật vọng khí. Hứa thất an giật hốt người, không biết nói gì thêm. Người còn chưa tới ảnh Mai Tiểu Các, hứa thất an đã nghe được thanh âm sáo trúc diễn tấu. Cậu ngạc nhiên tự hỏi, ý, hôm nay sao ảnh Mai Tiểu Các đánh trả vai sớm vậy? Sau đó cậu tiếng tới rõ vang viện môn, từ bên trong liền phát ra thanh âm của sai vặt gác cổng ảnh Mai tiểu Các bao sân rồi. Hứa Thất An liền bảo, "Là tôi." Viện môn lập tức mở ra, gã sai vặt mặt lộ vẻ vui mừng, Liên Thanh nói, "Hứa công tử cậu đến rồi. Tối nay giáo phường tư có một vị khách ghê gớm lắm, ở trong phòng." Nghe vậy, Hứa Thất An nhíu nhíu mày hỏi lại, "Vị khách ghê gớm?" Gã sai vặt vừa dẫn Hứa Thất An vào bên trong vừa đáp, "Phải đó. Vừa đến giáo phường tư đã đến thẳng ảnh Mai tiểu Các, nói muốn xem thử cầm nghệ của nương tử bọn ta." nương tử vốn không định bồi rượu từ chối khéo. Nói đến đây hắn bắt đầu ra vẻ thần bí, ngài đoán sao? Mama đích thân ra mặt, đóng cửa nói chuyện với phù hương nửa ngày, cũng không biết đã nói gì, lại khiến nương tử bất lực chấp nhận, không tình nguyện ra sân hiến khúc. Điều không ngờ là, hoa khôi giáo phường tư một lúc đến 12 người, không mời tự đến. Hứa Thất An giật nảy cả mình, trong lòng tự nhủ, trời, cho dù là vương thủ phó đó, cũng không có đãi ngộ này không ngờ kinh thành còn có nhân vật này. Giáo phường tư phải là nơi biểu diễn của mình ta, ta phải đi xem thử tên đó. Nghĩ tới đây, hứa thất an mặt không đổi sắc gật đầu, dẫn ta đi xem thử. Lúc này, chưa đãi khách nhân uống rượu đại sảnh bên trong, phù hương ngồi ở bên trong cúi đầu đánh đàn, dịu dàng xinh đẹp, hoa sắc sinh hương, nàng đánh đàn thường có loại khí chất đặc thù không giống như hoa khôi giáo phường tư bên trong, mà là khuê nữ tiểu thư khuê các. Một khúc hoàn tất, Phù Hương đưa đàn cho tỷ nữ rồi khiêm tốn nói, xem trò đùa rồi. Một vị nam nhân dâu dê nghe vậy thì vuốt cầm cười nói, Phù Hương nương tử quá khiêm tốn. Giáo phường tư kinh thành này, nói về cầm nghệ gần như không ai có thể so cao thấp với cô. Một vị khác cũng phụ họa, mau vào ngồi. Sở đại hiệp của chúng ta đang chờ đó. Thêm một vị khác trực tiếp đem lời nói chết. Chưa chọc nói, sau tuyệt câu vĩnh mai đó. Nương tử Phù Hương không còn bồi rượu nữa. Nhưng nếu là sở huynh về rồi, lại phải nói khác. Phù hương nương tử, đừng để sở huynh đợi lâu. Cả nhóm khách uống rượu nghe thế liền cười nho nhao lên tán đồng, ha 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 ha. Phù hương sóng mắt doanh doanh, đảo qua chúng khách uống rượu, quan viên nắm quyền trong lục bộ. Thứ các sĩ của Hàn Lâm Viện, ngự sử thanh quý của Đô Cha Viện, thân phận mấy người này đều không đơn giản. Mà người đàn ông áo xanh lạc thác đó. Trạng nguyên năm 27 nguyên cảnh, nay đệ nhất kiếm khách kinh thành, Hắn vừa thỏa mãn sự nhiệt tình của nữ tử tài tử gia nhân giáo phường tư. Lại thỏa mãn ảo tưởng của họ đối với hiệp khách giang hồ. Do đó, thông tin hắn đến giáo phường tư vừa truyền ra, đã có 12 vị hoa khôi không mời tự đến, chủ động bồi rượu. Phù hương rụt rè cười một tiếng, ngược lại đi một chương không người rượu án, các vị lão ra lượng thứ, tiểu nữ tử không được khỏe, hôm nay không tiện uống rượu. Mấy vị quan viên liền nhướng mày, trong lòng chật lưỡi không vui, không biết điều, có chăng cũng quá tự cao rồi. Chỉ để cô ta bồi rượu thôi. Đâu phải muốn cô ta làm gì. Ngược lại là Thanh Sam kiếm khách tiêu sái cười một tiếng, không sao. Hôm nay nói chuyện phiếm với các bạn cũ. Minh Yên lúc này nhìn chung quanh, dơ lên một cái tươi đẹp tươi cười. Đánh ấm trận nói, nương tử phù hương của chúng ta từ sau khi qua lại với hứa đại nhân. Thì không bồi rượu nữa, cô ấy còn chờ hứa đại nhân trục thân nữa. Các vị lão ra đừng làm khó cô ấy nữa mặc dù người đang ngồi ở đây đều là tay cầm thực quyền. Nhưng nghe đến cái tên này bọn họ quả nhiên không vui. Ai nấy đều cúi đầu mà thở dài. Hai. Đà canh nhân không chọc nổi. Đừng nói chi là vị hứa đại nhân vừa phong tức đó. Sở trạng nguyên nhíu mày hỏi lại, hứa đại nhân, vị hứa đại nhân nào? Đồng thời lúc này trong đầu hắn nhớ đến một chuyện, nhớ trong địa thư lúc số 2 hỏi thăm số 1 về tài liệu của vị đồng la họ hứa đó. Số 1 từng nói, điểm yếu lớn nhất của người này là háo sắc, có quan hệ với nhiều hoa khôi của giáo phường tư